khi chị tái sanh vào cái cõi này, không có bao lâu với cõi trời, thì có một lần anh chị có 12 anh em, thì thường chị hay tiếp xúc với mấy anh em ở trển, thì mấy gì mới ngồi kể chúng anh em mà dở rồi chặt rồi, để bữa về xuống trần chịu khổ đã chưa. Ở thế gian này là cực kỳ khổ, ta bà khổ, ta bà quá khổ, đúng không? Ta bà quải, ta bà quá quải luôn. Thì hỏi lại anh mình chứ, bữa giờ em xuống đây bao lâu? Đợi xuống đây 3 ngày. Rồi cái 3 ngày trên cảnh là bằng nhiêu đây? Nhiều nghìn năm, 90.000 năm. Dễ sợ. Có 3 ngày của trời của mình thôi, mà với thế gian mình 90.000 năm. Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế mà cứ lẫn quẩn tới ngày hôm nay, thành ra một thương gia ở bên Mỹ nữa chứ. Cứ thế mà lẫn quẩn. Thì trong bao nhiêu tiền kiếp, cứ mỗi một lần ngồi nói chuyện với người anh này hay người chị nọ, hay là vị này vị kia, thì mấy vị kể cho mình một kiếp. Lâu lâu nói chuyện với mấy thằng Diệp Hô, nó ngồi nó kể kiếp. Ngài là ở bên kia, tôi là con của Ngài, tôi là bà con của Ngài, hôm nay tôi bay qua trái đất tôi tìm Ngài. Ây là Phật, mà mắt xám nữa. Nhiều chuyện vui lắm, nhưng mà hôm nay mình nói thì không giống như mình nói chuyện tiểu thuyết thì không ghi nhận. Tại nói này ngoài cái tưởng tượng con người. Quý vị có bao giờ nghĩ có thằng Diệp Vô đang ngồi đây nói chuyện quý vị không? Yên ít từng làm người Diệp Vô luôn. Tại vì họ cũng thờ cha những hành tinh đó, họ cũng học Phật. Chẳng qua là mỗi một cái trái đất của mình có cây, có nước, rồi mình phải ăn lúa, ăn gạo, rồi mình uống nước, rồi mình phải có không khí, rồi mình có một chút năng lượng là lửa để thành ra thân mình, rồi da mình mỏng, mình mặc áo. Bên kia nó không có thở, nó không có thở không khí như mình, nó có cái cách sống của nó. Trở lại cái chuyện tái sanh vào đây nước Việt, 3 ngày trên trời bằng 90.000 năm ở thế gian rất là lâu, cái gì không có thể tiếm được. Có cái năm tái sanh cả trăm kiếp mà nói kiếp nào kiếp nấy toàn là ngầu không à, có kiếp ác, có kiếp hiền, mà đa số hiền. Cái hỏi sao đầu thai làm kiếp Tần Thủy Hoàng ác, Tần Thủy Hoàng thấy ác nhưng mà cái chính cuối cùng không ác, gồm thâu lục quốc, xây dạng Lý Trường Thành để cho bớt chết chóc, để cho không còn chiến tranh giặc giả, đó đâu phải là ác. Ngày xưa cũng là điển thiên, kêu người ta làm trực lộ là freeway. Hôm nay thì biết được nhân loại sau này sẽ có những con người của mình sẽ đi du hành ra không gian rất là dễ dàng, những đứa nhỏ nhỏ. Loài người của mình, ngày xưa ông David, ông gì mà nhà bác học á, ông dạy thế gian của mình, loài khỉ, loài dữ, và từ từ nó loài người. Mà ông dạy bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu thằng PhD học giỏi, kỹ sư học giỏi vô đó, ông nói cái gì là nó nghe. Rồi ông dạy tới thời hôm nay là biết bao nhiêu triệu triệu những người master và giáo sư này, professor nọ. Cuối cùng ông sai. Thấy vô lý không? Đó là con người chắc vào cuốn sách. Con người mình đâu phải là từ loài khỉ. Con người của mình là từ cõi trời xuống, Quan Âm Thiên. Việc soi cốt tất cả mọi người, việc thấy đủ dạng hết. Trong đó có quỷ nữa, quỷ rất là nhiều. Cho nên cái kênh Ngôi Tướng Kiều thích sổ mà mấy đứa con quỷ mà nó nghe, trời nó bị sốc. Còn con Phật á, dầu cho tu cờ gật cờ gù mà có đi lạc đường lạc lối bởi mấy ma tăng mà nó dụ á, nghe cái kênh của chị cái lời nói chậm chậm nhưng mà nó có điểm thanh trong đó, nó sẽ trích mình cái mai của mình sẽ hiền dịu lại. Cho nên những người gặp chị giống
giống như bữa nay nãy mình ngồi năm phút, đó không phải là ngồi thiền đâu. Mấy chị dị xuống là blessing hết, mấy chị ngồi đây rồi đó. Thường thường là việc làm gì, tại vì khi đi đây sau lưng việc đông lắm, trước mặt cũng đông, gọi là trị bệnh tập thể. Mà mình nói chỗ này nó hơi ngã mạng phải không? Biết không biết chữ ngã mạng nghĩa là gì luôn, đó là thiệt. Ví dụ người mắc nợ 10 thì nãy cũng giảm lại hết, mở lại. Ba năm xuống, ba ngày xuống trần, đầu thai quá tuyệt kiếp, có nhiều kiếp rất là vui. Từ ngày xưa vô nước Việt làm vua cũng rất là nhiều lần. Hôm nay phải đóng đúng cái vai này, ở vị trí này. Chứ còn mình ở Việt Nam mình đâu có ra được 180 mấy cái clip, đâu có độ được. Bởi vì cái bài Kính Thiên số 1 á, mẹ ra năm 1979-80 đó, à, lúc đó nó đang làm ruộng á, 75 vô nhà à, khổ lắm. Cái kiệt lúc đó 10 tuổi là đi khổ rồi, không có được học. Thì làm ruộng lăn lóc ngoài đồng. Cái mẹ trên á, mẹ thấy con mình khổ. Rồi lúc đó nước Việt sắp sửa đánh với Miên. À, thời đó là bắt quân dịch á, bắt lính á, nghĩa vụ á, là đúng 16 tuổi là phải cầm súng đánh Khmer Đỏ. Còn có 2 năm nữa, còn có 5-2 năm nữa là xe RMC mà mỗi ngày nó chạy cái đường từ Hà Tiên về Gạch Sỏi, Gạch Giá đó, làm cả mấy chục chiếc mà phủ không là sát người không á, phải đi là không có đường về. Thời đó đó, lính mình mà đánh Miên á, đây lấy thân người làm bia đỡ đạn nè. Mà ngày nào mình cũng nhìn thấy, mình ngồi mình điếm một ngày mấy chục chiếc xe RMC chở xác người phủ kính. Cái mẹ mới Phật Mẫu mới thấy con này xuống chiếc thuyền. Thì hôm nay mình mới chốc kiểu này. Mọi chuyện có việc làm trong cuộc đời nó có lập trình hết, nó có program hết. Các chư Phật cha mẹ đều sắp đặt đến lúc nào làm gì gì hết. Những chuyện mà cả bản thân thì cũng không có ngờ, bỡ ngỡ thôi. Thì nãy chị có nói bên ác và bên hiền cũng sẽ gặp những chuyện bất ngờ trong những thời gian kế tiếp, người ta sẽ không bao giờ ngờ. Cũng giống như Biden, ông ngoài ông làm ngon chứ mấy gì nói, ông biết là ông thua, ông biết ông gán giữ cái chức tổng thống để cho gia đình khỏi bị tù tội, ông biết cái gì nói. Người đời không có thể gạt lẫn nhau, nhưng mà thánh thần biết hết, chuyện nhỏ chuyện lớn gì thánh thần cũng đều biết hết. Còn vài chuyện chưa xảy ra, mấy bà phụ nữ hạch tội, không biết bà nào nghe, bà Mặc Khỉ hay bà vợ của Obama hay bà Harry hay là bà Kamala, không biết. Mình chỉ biết được Biden khó hòa được 4 năm. Nếu mà ông Trump không thụt lùi lại kỳ nước Mỹ nè, chủ yếu là Mỹ đen với Mỹ trắng kỳ thị nhau hết. Rồi tại sao lúc nào đảng Dân Chủ cũng đông là gì? Đẻ nhiều quá, Mỹ trắng làm biến đẻ hết. Nên cái số lượng người rất là ít. Thì cuối cùng cứ nó không cần biết mở cửa biên giới hay là làm bao nhiêu chuyện sai, nó cũng vẫn bật. Sau này khi mà một người tổng thống mà dân không thích, thì lỡ thí dụ nha, mình không phải nói thiệt, lỡ như bà ông này ông bị bệnh gì đó,
giờ điều tra cái hồ sơ bệnh của ổng, thì ổng mất chức tổng thống, thì ngay lúc đó lại lên và phó tổng thống lên đúng không? Thì lúc đó nghĩ quân đội Mỹ nó thích không? Tự nhiên quân đội bộ trưởng bộ phòng Pentagon mà đi nghe lời một con nhỏ mà làm tổng thống tao hả? Rồi Mỹ đen nó thích không? Cũng không. Mỹ trắng thích không? Cũng không. Quân đội thích không? Không. Lúc đó chuyện gì xảy ra? Lúc đó mới là nước Mỹ đoàn kết, tát sạch cái đầm lầy là ngay chỗ đó. Thì cái đầm lầy sẽ tát sạch, đó là cơ trời là gì? Mục đích cha và thừa Chúa Thượng Đế. Khi mà cái màn này mà chấm dứt, mọi thứ đi đồng bộ. Thì bây giờ quý vị còn giống như mình gắp bức hình mà puzzle á, gắn gắn lại á. Rồi mình chưa gắn cái bức hình chưa ra, rồi lâu cái miếng mình gắn vô, miếng mình gắn vô, rồi cuối cùng thành một bức tranh rất là đẹp. Đó là thời Thượng Nguồn Thánh Đức Hội Long Hoa khai mở từ đó. Còn mà bây giờ mình thấy tin tức ồn áo động hết, nghe bữa nay dàn chặn pháo kích đồ vô nữa. Nhưng mà thật sự đó là hù hết. Bữa nay cái ông lên trên kia ông qua Mỹ, đúng là kiếm bài đặt, kiếm chuyện mới đúng. Nó cảm ơn mình. Nói vụ nãy bốc trong xe tăng bị mấy ông thiên thần mà có cánh á, ông khỏi tiến xuống là mình khóc. Bữa đó ông đứng ngay trên sân Thiên Hùng Sơn á, mình quên đi, mình giúp nhiều lắm. Thì anh bắt cờ báo. Ví dụ như mấy người có trí tuệ á, người ta bấm vô ta nghe nghe khúc này, người ta nói mày này điên mới tao tắt mày vô rồi, nghe tao phát ghét, đúng không? Thì đa số là mình bị vậy, cho nên quý vị đừng nên nóng tánh nha, mình nhẫn nại một chút, ghi nhận thôi. Đừng có tin kìa. Có một điều quý vị phải tin, đó là những lời của Kiệt từ cái đáy lòng, từ cái ốc lời thật. Và một chuyện quý vị phải tin, thì không giống người đời, không còn tham của thế gian nữa. Tham sân si đã diệt sạch rồi. Đó là thật. Còn bất cứ 1 triệu lời nói hay một bất cứ cái gì mà người đời phỉ báng hay xuyên tạc kia, thì cái đó là họ chưa có nghiên cứu kỹ. Nãy giờ ok rồi, còn ai hỏi cái gì nữa không? Hello. Dạ con xin phép sư phụ cho con trả lời cái câu hỏi của cái chị Phật. Cái chị khán giả lúc nãy ngồi dưới là chị nói kinh Thiên Tâm bị thiếu vài trang á. Thì cái đó là kinh cũ à. Còn kinh mới thì quý vị có thể vào trang thiên tâm vision.com, sau đó vào cái phần Thiên Tâm Vision, xong vào phần giáo lý, thì cái kinh Thiên Tâm là cái phần kinh Thiên Tâm Đạo là cái kinh mới nhất á. Nhìn như vậy ạ. Thì đây là cái kinh mới nhất, quý vị có thể tải xuống để mà in kinh hoặc là tụng ở trên điện thoại. Dạ, đây là cái kinh mới nhất ở trang Thiên Tâm Vision, vào phần Thiên Tâm, rồi vào phần Giáo Lý, rồi vào phần Kinh Thiên Tâm Đạo. Này đây, mới. Dạ, cái này cũng chưa có cập nhật nữa, nhưng mà cái này là mới nhất. Dạ, thì cái trang hồi nãy là chị nói thiếu là chị đó làm cái nói như cái kinh cũ. Kính thưa các lễ hành giả, chú con Tướng Kiệt, Thiên Tướng Kiệt, cô xin tự giới thiệu cô là Thiên Thị In.
qua bên Mỹ đây theo dạng hát cô sao. Ông xã cô hồi nãy ông mệt quá rồi, ông xin đi về rồi. Dạ, ông bị 86 tuổi, cô thì năm nay 80 rồi. Cô muốn đến đây để thưa với chú Kiệt là và cùng với tất cả các anh chị, cô bác, anh chị em và các cháu ở đây đến đây hôm nay cảm ơn và cảm ơn Thiên Chú Kiệt đã truyền những cái tin mà từ thiên đình để cho tất cả ở cả thế giới được biết được những cái tin quan trọng. Cô In hoàn toàn tin tưởng những cái điều mà Ngô Tấn Kiệt truyền tin đi là hoàn toàn đúng sự thật. Và những cái điều mà nó chưa xảy ra đó, cô cũng tin tưởng nó sẽ xảy ra y như vậy luôn. Và cô cảm ơn. Và cảm ơn Ngô Tấn Kiệt. Và cô có một điều nữa cô cũng muốn nói là hôm qua đó cô có nghe, cô có đọc cái tin mà ở trên đó có nhắc ngài có nhắc tới cái đi thăm lăng Bác Hồ á. Dạ, 44 năm về trước cô In có đi ra ngoài Hà Nội mà cô đi chung lại với phái đoàn cô là 6 vị, nhưng mà cuối cùng thì 4 cái vị kia đó ta được đi đến thăm lăng Bác, còn cô thì cô đi sao, cô đi lại Hồ Gươm trước, cô thăm ở Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm đó, rồi xong tới 2 giờ mấy cô mới lại đó. Cô lại đó thì người ta bảo là đã đóng cửa rồi, cô lại với đứa con gái không có đi vô được. Cái cô về, cái cô nói với mấy cô kia, sao mà cô xui quá à? Cô đi vô, cô thăm lăng Bác Hồ mà cô không được đi. Cái mấy người bạn cô thì ai người ta cũng được đi hết. Hôm nay cô nghe mình nói thì phải ai mà đi thăm được cái lăng Bác Hồ mà đi được một vòng đó đó là coi như là xui suốt đời. Cô 44 năm bây giờ cô mới nghĩ là hồi đó sao cô lên dữ quá. Hồi đó cái năm 1978, dạ 1978 cô đi ra Hà Nội thăm ông xã cô ở tù trại Nam Hà. Ông xã cô ở tù 10 năm ở trại Nam Hà, thành ra cô đi ra ngoài cô thăm 2 lần, mà cái lần đầu tiên đó cô đi ra giếng lăng Bác Hồ mà đi không có được, vô không có được. Bây giờ cô mới thấy sao mà mình hên dữ vậy không biết nữa. Dạ. Hên dữ vậy. Dạ. Ê Bác Hồ ở địa ngục. Thì ai mà vô ổng thì kéo xuống ổng. Cái ổng ở trên trời là ổng kéo lên trời. Chuyện rất là đơn giản để mình phân tích. Ổng ở tầng 66 thì ổng kéo xuống, người nào mà xui thì xuống tút với tầng của ổng, nó sâu lắm. Còn người nào hên hên thì cũng ở tầng thứ 18. Cho nên Bác mà không đi được thì Bác không có bị đốt củi đốt lò. Mấy thằng mới đi được giờ bị đốt củi đốt lò hết. Từ Đinh La Thăng chơi Bác Trung gì đó. Bác gì nè, Bác nào về bây giờ mấy đại gia rồi nè. Từ từ sẽ bị hết. Trượt quá trời mà. Dạ, mới vừa nghe đêm hôm bữa nay gặp được huynh đó là tụi mình dữ lắm. Bởi vì nói thật ra đó thì cô cái xác phàm cô In là xác phàm. Còn cô biết cái xác phàm của Thiên Tấn Kiệt, nhưng mà cái chân linh của Thiên Tấn Kiệt là Thiên Nhãn, là bên đạo Công Đài cô nương thờ một cái Thiên Nhãn. Mà cô biết Thiên Tấn Kiệt từ ở trên cõi thiên đình nó có nhìn xuống 36 tầng trời, nhìn nó thấy được biết hết. Thì cô bên đạo Công Đài đang thờ Thiên Nhãn, cho nên đó
cô hôm nay cô đến đây cô muốn xin được làm đệ tử của à, cái này không nói cái là cả cao đài kiếm tới đây đè con chết không được cái à, giàu cho con nói thí dụ nha. Lúc đó trên trời con ngó xuống là ông gì mà ở Phú Quốc cũng nhìn lên cái con mắt cái trên trời mà cái gì mà nhìn được mà lập đạo qua đài đó. Tên gì? Dạ, ông nhìn thấy trên trời có con mắt phải không? Và dạ. Con nói ví dụ con mắt đó là của con nhìn đi. Tại cha là một khối đại linh khổng lồ trong vũ trụ. Dạ. Cha coi cái trái đất mình ở xíu. Một thằng con thôi là đủ rồi, mất mới việc giả cái vũ trụ. Cha có tam thiên đại thiên thế giới. Cha phải lo những cái thành tinh khác. Cái thành tinh mà ít người nhất là người dễ vô là hai mấy tỷ người vậy. Thì không lẽ cha rảnh mà thì nó ngó xuống đây hoài à? Thì mình không dám nói cái chỗ này là mắt là của ai nha. Tại chưa dám hỏi câu này. Dạ. Tại vì những cái tiên cơ lớn á, số mà hôm nay bốn con bài úp á, chưa có lập. Dạ. Sẽ không có lập. Chỉ có một con bài hiện giờ đang lập. Dạ. Đó là Thiên Tướng Kiệt, là một trong 12 người con của Thượng Đế Hạ Phàm. Đó là cha cho ít bề trên cho lộ cái đó là sự thật. Còn bốn con bài úp ai sau này lãnh đạo cao đài, trong kinh Đức Quỳnh Hữu Sổ cũng nói sau này ngài sẽ nhập diệt cùng với Đức Phật A Di Đà, một người truyền thừa của Phật Di Lặc hay Phật Di Lặc Hạ Phàm sẽ tiếp tục lãnh đạo những cái mối đạo. Những cái mối đạo là những chiếc thuyền nhỏ đưa ra thuyền lớn để mà đi vượt đại dương. Thì nhỏ làm sao vượt đại dương được? Yeah. Mình phải một cái thế giới sau này nó chỉ có một đạo thôi. Yeah. Thì con mắt đó là ai không dám nói chỗ này nha. Tại vì con người khi tu càng giỏi mình càng chắc, quý vị có đồng ý không? Mình cứ nghĩ là mình là trung tâm của vũ trụ rồi, mình nghĩ mình siêu rồi, nhưng mà thật sự học thế gian học hoài học không hết. Chỉ có bề trên á, chư thần chư thánh á, học cả nghìn đời rồi thì mới tích lũy được chân thật. Khi tái sanh á, chỉ dùng cái đó để làm kinh nghiệm để mà độ chúng sanh thôi. Có một lần cách đây 5-10 năm trước thì có cũng như quý vị thôi, như mấy Phật tử cà gù cà gặt thì mình thích đón tiếp thầy này thầy nọ. Ở vùng này có một thầy Ga La nè, bạn của mình đó, thầy Tạng. Cái mình gặp ông nào á mình kiểu về trường mình đâu biết mắc cỡ, cái mặt này là tu rồi còn gì nó mắc cỡ, lại thầy đó mà nghĩ mấy ông này tái sanh là ngon lắm. Mình lại em kiểu về trường á, bà con đi qua lại cũng cười mình á, sau này bị mấy gì quở. Yeah. Cái đầu gối con có vàng á, con biết không, mấy ông thầy này á tu cái triệu kiếp cũng không bằng con nữa, con không được lại gặp ai cũng lại, chỉ là cha lại mẹ lại Phật thôi. Thì bị la vụ đó. Còn mình không có nói lạc cái chỗ này. Thì bác đạo cao đài, hôm nay bác xin làm đệ tử con, bác đeo dấu thiên tâm, cao đài sẽ tẩy chay bác làm sao? Dạ không, tại vì họ sẽ lên án bác á. Dạ đạo cao đài đó, từ xưa tới bây giờ đó, là cô in biết đó, là sẽ có hội đông qua, Đức Hồ Pháp đã giảng rất là rõ ràng. Và sau này sẽ nước Việt Nam sẽ là làm chủ thế giới. Có cái câu kinh là một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, ngày sau làm chủ mới là kỳ. Và cái câu đó là Đức Hồ Pháp đã tiên tri, đã viết lại cho người đạo cao đài biết và khuyên đệ tử của cao đài đó ráng tu làm sao để mà sau này đó được dự cái hội lâm qua. Dạ, thành ra cái điều đó không có lỗi gì hết. Bữa nay cô anh xin để làm đệ tử, xin huynh đệ cho làm đệ tử. Được rồi, trả lời tiếp tục. Dạ. Ở cao đài với bên Hòa Hảo, Vũ Sơn Kỳ Hương, Sư Giải Bám Khoai, Phật Trùm, Ngũ Đại Truyền Thừa, tất cả nó cũng giống nhau, sẽ có lập hội Lâm Hoa. Anh Tài. Dạ. Thượng Lâm Hoa ngoài Trung mà bác không biết.
mình phải lập hội Việt Kiều. À, cái hội Việt Kiều nhân tài kỹ sư bác sĩ phải không? À, thì mình nói lập hội Việt Kiều. Thì khi mà lập cái hội Việt Kiều á, hai cái đạo này nói chung ở miền Nam có ba đạo ra đời cho cái thời đại vàng kim này, đó là ba chiếc thuyền để đưa người miền Nam hiền hòa sau này thành thánh nhân xuất hiện ở đó, những dòng sông rất là an lành, bảo giang thiên tử sức, bất chiếm tự nhiên thành. Có nghĩa là gì? Bây giờ mình đâu có chiếm đâu, nhưng mà sắp sửa thành. Quý vị có thấy không? Bao nhiêu công sức của ban tuyên giáo bển tuyên truyền qua Houston này, Bắc Cali, Nam Cali để mà làm xáo trộn, để mà nắm cái nền chính trị, để mà nhuộm cái khối người Việt cút cục thừa này để cắt bỏ. Những cái con em học sinh mà con cháu cha qua đây nó đâu có nói chuyện với con mình đây đâu, là nó có ký cái giấy với ông thứ trưởng quên tên là Nguyễn Văn Thanh gì đó, rồi qua đây mày không được chơi mấy việc kiều con nghe, tụi nó là ruột thừa. Tại có lần mình lên mạng mình nói mình bị chửi, chết mẹ, mày không lấy mày đâu, chỉ có mày, chỉ có nước Việt còn nước của tao, chửi mình vậy đó. Mình nó tức cười quá, tao không cần biết tao Mỹ bao lâu, nhưng mà tóc tao như là mọc, tóc vàng tao mới là người Mỹ, tóc tao vẫn còn đen, mắt tao hồi vẫn là mắt người Việt, tao vẫn có quyền nói chuyện của người Việt. Vậy mà nó cấm mình nói chuyện Việt Nam. Bản á, sau này bớt rồi, nó không phải ruột thừa đâu mấy em, là ruột thiệt đó. Sau này 6 triệu ruột thiệt này á, mới đổ đoạn vô, mới đưa chất xám vô, mới đưa một cái nền dân tộc mà Thượng Đế đã gửi mình ra ngoài để mà sau này để mà lập quốc trở lại, có ý nghĩa đó. Như người Do Thái ngày xưa bị lưu đày vậy đó. Ngày xưa mình từ tới Hà Tĩnh, Huế thôi, vì cái từ chú Nguyễn Hoàng xuống, chính chú Ba là vua khai phá miền Nam, giết biết nhiều dân tộc, Kim Thành rồi Chân Lập, Thù Đan rồi nữa. Rồi hôm nay mình phải trả cái quả, thì cái quả hôm nay cũng xong. Trở lại câu chuyện của bác xin làm đệ tử, con chắc từ từ con không dám nhận đệ tử cao đài, cái nguyên cái cao đài đứng lên cho con khó sống. Ô con sợ lắm. Hình như cao đài có cái ông trên mạng tên là gì ta? Tại vì con bây giờ thuộc về một đứa con vô thừa nhận, tất cả các đạo họ đâu có hiểu, chỉ có một mình Phật với Thượng Đế hiểu thôi. Cho nên con cứ đi lang thang kéo cái lo này đi vòng vòng từ cá đi sang Houston. Vô thừa nhận bởi những người vô minh. Ai cũng biết hết, chúng sanh biết nhiều lắm, chứ không phải không biết đâu. Tại có những người vô minh họ không biết thôi, chứ còn ai cũng biết hết. Trở lại câu chuyện là nghe lời bác Nguyễn Túc. Những ngày đầu, con cũng quảng hồn. Cái ngày đó, chị, tức là chị lớn, Thánh Mẫu Đức Hạnh, là con lớn của cha, là chị cũng đang đứng đây. Cái đọc chiếu chỉ, chị cũng bận ngã không tin nữa. Mình dân kỹ sư lớn lên Mỹ học Mỹ làm biết mấy cái chuyện này. Những ngày đầu ông tin bị bệnh sập sùi, rồi cái từ từ cái mẹ mới về, mẹ mới kể lại những cái câu chuyện con đã chết trên mười mấy lần. Lần nào mẹ cũng lấy cái áo mà Phật Mẫu có cái áo phát á, mẹ phủ thân con á, để cho con đừng có bị người ta giết, đừng có bị hành, bị này nọ, đau đớn. Rồi đến một ngày mà lúc mà con quỳ xuống, tính mặc áo vàng để đi tu cho hết tài sản thời đó, rồi để đi tu, thì mấy vị mới về thêm một lần nữa gõ đầu. Mấy vị mới mở ra cái đầu người mình đó, mỗi người chúng ta nó có wifi nha, gồm nhưng mà nó chưa có cái password, chưa có cái code, thì cái wifi nó không có bắn lên được.
thì khi mà cha mẹ cho kiệt tái sanh làm người thì muốn trà trộn vô nhân gian sống cái khổ để biết hết cái khổ, từ khổ gia đình, khổ ly dị, khổ tiền bạc, khổ nhân viên, khổ đứng ngủ ngoài công viên không có tiền xe phòng thì ngủ ngoài công viên, khổ một ngày không có đồ ăn nữa, ăn cơm mới xin cơm của người ta nữa, cái gì cũng chịu đựng hết, thì mình cũng biết được nỗi lòng của chúng sanh. Rồi từ đó khi mình có tiền rồi mình thấy nó vô thường. Hồi đó mình ước chi trong băng mình có 40 đồng, món làm ra nhà băng rút á, nó không có cho rút, nó chỉ còn 20-30 nó đâu cho mình rút. Bữa đó là đứng khóc luôn á, tại vì ở đây không có thân nhân, không có ai cho mượn tiền. Đến khi mình có tiền rồi mình nhớ là những cái thời đó mình mới thương con người. 20 đồng với một cái income nó rất là quan trọng, xuống 20 hay trên 20 nó có thể làm cho mình vui cả tháng. Thì mình qua cái đó, thì khi mà qua hết thử thách đó, cha mẹ mở cái wifi ra, thì lúc đó thiên ma nó cũng biết, là giống như cái ánh sáng trên cái đầu của con nè, là gọi là cái ấn thiên á, lúc đó bị siêu lại. Thì không ai biết ai là ai hết, thì con có thể đi ngang dây xào quần áo hay là làm mấy cái chuyện trượt gì cũng không sao. Còn bây giờ mà đi đâu là bậy là nhức đầu, hay là bữa nào vui vui đi tiệc tùng mà uống chút rượu chát về là bị hành cả đêm, nó khác. Người ta mới gọi là thay hồn đổi xác. Thì lúc đó ấn thiên mở ra, thì thiên ma cũng thấy, cha mẹ nó cũng thấy, tại thiên ma cũng có thần thông như Phật đúng không, thì phải giấu cái xác như vậy tới 30-40 tuổi. Nó không phải là đơn giản mà sống đâu. Cái ngày hôm nay mà ngồi mà ra được 180 cái clip á, và để độ chúng sanh á, cũng phải chuyện đơn giản nữa. Mình cũng phải thử thiệt. Thì cha mẹ mới thấy thằng con này á, nó xuống trần, nó còn vẫn giữ được cái tập khí. Con người mình tạo nghiệp, nó có là định nghiệp của tiền kiếp mình. Hôm nay mình bị ung thư này kia, và từ kiếp trước mình mang theo. Hôm nay mình quay đầu với thiên tâm, mình biết tu, mình mang cái nghiệp tốt để mình đi theo. Nếu mình không có về trời kiếp này, nhưng mà kiếp sau ít nhiều mình cũng giàu sang, thành ra thân người mạnh khỏe, gọi là định nghiệp. Thì kiệt mang những cái tập khí, hãy có nhiêu tiền cũng thích cho, hãy thấy sự bất công là chịu có nổi. Từ nhỏ 5 tuổi đi học, hãy mà thấy ai mà thằng kia ăn hiếp là mình chịu không nổi, mà tướng kia bự hơn mình biết bao nhiêu, nói hề mày đừng có đánh ăn hiếp người ta hoài, tao vẽ cái vòng tròn, tao mày đánh lộn. Nếu mà mày á mà thua á, từ nay mày đừng có hiếp bạn tao nữa nha. Mà cái thằng đó nó cười, nó cái tướng mày ốm nhất. Tại xưa tao gọi chuyện mày dò điện không mà, tại thiếu ăn mà đâu có mặt được. Ốm nhất như cây tâm vậy đó, cần tới 15-20 pound nữa. Vậy mà dám đánh lộn cái thằng bự mình gấp 3 lần. Nhưng mà máu anh hùng mà vẫn là anh hùng, thấy bất công mà chịu không nổi. Từ nhỏ xíu luôn á, vẽ vòng tròn. Mình biết mình đánh không lại nó nhưng mình dùng kế. Cuối cùng thằng nào mà văng ra khỏi vòng là mày thua. Thì cuối cùng là nó ra khỏi vòng. Từ nhỏ là vậy, cho nên hãy sớm mà phái mình chỗ đó. Thì cái mắt thiên nhãn sau này mới hiểu được tại sao lại trùng hợp với cái tên của chị. Đã có đài tại sao phải thờ nhiều quá. Sau này mình chỉ thờ cái Thượng Đế thôi, độc nhất thần là cũng là cha. Cao đài với thiên tâm là giống nhau, cũng là do cha lập ra hết. Nhưng mà nếu mình đem ông Quan Công là bên Đào đúng không, mình qua Mỹ mình kêu Biden với ông Trump ra cả hai khổ cả nè. Nó là cái này đạo của Thượng Đế mà mày lại Quan Công, nghĩ mấy ông nội này chịu lại không? Khó lắm phải không? Chỉ có Thượng Đế duy nhất, một hình tượng, một dấu hiệu thì nó mới thống nhất được cái đại đồng của cái quả địa cầu. Quả địa cầu này là một nha, mình không có tính theo nước được, mình không có tính nước Việt hay nước Mỹ hay nước Tây gì đó. Hồi xưa đạo Công giáo là nằm từ Do Thái mà, tại sao giờ chạy qua tuốt khóc bò tỏ bên Tây Châu cũng có đạo Công giáo gì? Việt Nam đâu biết gì đâu mà Á Châu sao lại đạo Công giáo? Thì cái thiên tâm này hôm nay huống hồ nó phát xuất từ ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, nước Bắc Việt Nam năm 1979. Khi qua officially là cha mẹ ban xuống,
năm 2017, ngày 16 tháng 3 năm 2017, Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Mẹ Phật Mẫu, hai vị và các hội đồng chư Phật trên bầu trời núi Thiên Long Sơn thì quỳ ở đó, thì Cha ban xuống để cho tất cả Thiên Long Bát Bộ và tứ đại thiên dương hộ pháp thiện thần của toàn tất cả các cõi, của trời, của người, cõi thủy cung luôn phải gia hộ dấu hiệu thiên tâm ra đời. Hiện ngày hôm nay tại sao máy bay Mỹ mà nó bay ngang núi Thiên Long Sơn, cái dấu hiệu thiên tâm lại ẩn hình ở trên cái radar? Tại sao tất cả các chư thiên thường xuyên lui tới để thăm viếng núi Thiên Long Sơn? 18 vị A-la-hán cũng đang ở đó. Để sau này những cái nhà gọi là khôn ngoan siêu học vấn của Mỹ, họ về đó họ nghiên cứu. Núi là núi thiên, cái đạo ra đời từ Mỹ nó sẽ dễ lan rộng. Nước Mỹ là như một đàn anh trong một cái gia đình của qua địa cầu này, Cha đã chọn để mà sau cái đại chiến, đại tam thế chiến ấy, vẫn tiếp tục để mà dìu dắt những đàn em và dạy dỗ những đàn em lì lợm cứng đầu. Còn nước Mỹ này đang bị trả cái nghiệp bởi Dân Chủ và Cộng Hòa là do hồi xưa người da đen, Mỹ đen, họ đâu phải là ở cái vùng đất của mọi da đỏ, đất xịt này hay Cali, ở phía châu mà. Tại sao phải nhốt họ như con thú ở trong cái lòng tàu, chở qua bên Âu Châu để làm nô lệ, chở qua bên đây để làm nô lệ? Cái đó là tội, là nghiệp. Thì cái nghiệp quả đó hôm nay phải chịu. Có người là đồng, cha mẹ coi đứa con mới sanh ngu khờ, hay đứa con lớn anh cả cũng là con của Thượng Đế, họ có thần hồn là con của cha hết nha. Tại sao phải bắt người ta làm nô lệ? Mình không tin, mình coi lại những cái phim của đây đi, Mỹ ăn hiếp Mỹ đen dữ lắm. Cho nên giờ mình đừng có nghĩ là họ không có thông minh rồi mình không thích họ, không phải. Ai cũng có cái thương, ai cũng có cái hổng thương. Việt Nam mình đừng có nghĩ cộng sản là ghét hết, trong đó cũng có thiện thần lẫn lộn, từ cấp cao bí thư lãnh đạo tứ trùng xuống tới bộ trưởng cũng có thiện thần, thứ trưởng cũng có thiện thần, quân đội cũng có thiện thần, và công an cũng có thiện thần. Ngược lại, công an cũng có quỷ thần, thứ trưởng cũng có yêu thần, bộ trưởng cũng có tà thần, tứ trụ cũng có quái thần nữa. Nó sống lẫn lộn như vậy. Đó là cơ bản. Tất cả các họ thiện thần, ác thần, trong kinh Địa Mẫu có nói túm lại một dài đó, cho mày sụp màn xuống hết. Rồi lúc đó lập màn mới, thì họ đóng một cái màn phim. Chúng ta ngồi đây cũng đang đóng màn phim. Cái máy này quay lan truyền lên thế giới, lưu truyền 3.000 năm, những lời Việt nói sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm về sau. Thì mình cũng đang đóng cái màn phim. Thì lúc đó đó, những nhà chính trị gia, những Pentagon, những nhà nghiên cứu khảo cổ, cái ông nội này 2-3 năm trước, ông nói ông Trump quay lại. Nếu mà cái đảng Dân Chủ mà biết ông Trump sẽ có thế mạnh mà quay lại, đến hôm nay Kevin McCarthy mà nắm chủ tịch hạ viện, thì nó bớt tốn tiền tốn của biết nhiêu không? Mở cửa biên giới bữa giờ tốn biết bao nhiêu, một năm vô 5 triệu người ở Texas này, ở Cali. Rồi ví dụ mà không giàu, bây giờ dầu ở Cali có dầu xăng có bữa lúc lên 7 đồng nữa. Nếu mà họ ngồi hay nghiên cứu, có một người gọi là dị thường, một thằng giớp ô, thằng Elon á, Elon Musk nó là giớp ô rồi nha, thêm thằng giớp ô này nữa, nhưng mỗi thằng làm mỗi việc. Thì có hai thằng giớp ô này làm mấy chuyện quái đảng này, mình phải nghiên cứu thì mình mới biết được. Ngoài 100 năm vô thường cõi ta bà quá khổ này là một cái lớp học dở lòng thôi, một cái giấc mộng dài, trong rất là nhiều giấc mộng mà mỗi đêm mình ngủ. Alon
nó có chánh nghĩa, nó cũng là một trong những thiện thần để mà giúp cho cái màn này, cho cái cục diện này trật tự trở lại. Thì ai là thiện thần, ai là ác thần, từ từ bây giờ mình nhìn thấy rồi đó. Kiệt lúc trước cũng thường nói chuyện với vua của nước này là ngài George Washington. Thì ngài nói á, ngày xưa tại mấy vị kêu công trọng vậy, kêu bằng ngài không à. Nói ngài nghĩ coi, hồi xưa tôi thành lập cái nước quốc gia Mỹ này, tôi để tam quyền phân lập, mà hôm nay đâu có còn là tam quyền phân lập rồi thật sự nữa đâu. Tại lúc đó ông Trump cũng bị gian lá phiếu á, gian trắng trợn đúng không, mà thua đau đớn. Thì mặt đời mình là như vậy, nhưng mà bên trong á là nó có cái quyền cơ. Cách đây 8 năm về trước, thì nói chuyện với nữ thần tự do là mẹ châu Mỹ. Mình có 6 năm châu, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Á, là gọi là ngũ châu, mẫu ngũ châu á, mẹ ngũ hành đó. Nhưng mà mấy vị nói có 6 châu mẹ, châu Thái Bình Dương đó. Mỗi lần Tết thì mấy vị về chúc Tết, kỳ chúc Tết mấy vị, thì mẹ châu Mỹ là nữ thần tự do có lần mẹ về, mẹ nói cả cái nước Mỹ này sau này nếu mà không đủ phước sẽ bị chia làm đôi. Cho nên quý vị đang ở Houston đúng không, xem chút xíu là Houston trở thành một quốc gia khác đúng không, cũng là do Kiệt thắng. Xin nói thôi đừng, mẹ đừng có làm vậy. Thì từ đó mới xoay chuyển. Khi mỗi một lần mà xoay chuyển á là nó kinh thiên động địa lắm, cơ trời thay chuyển được nha. Mỗi sách na là mình thay đổi được. Một người có đức độ keo thánh sẽ xoay chuyển, thì xoay chuyển nhiều lắm. Bởi vì cái danh tác xịt đây á, mà được hưởng những cái gì mà có liên bang á, phải cho Kiệt xin mỗi người quarter cho nước Việt. Tại cũng có công lao Kiệt hàng gắn cái tác xịt này, không có bị chia đôi á. Đó là thật. Thì không có vũ khí, không có bom nguyên tử, cũng không có quân hỏng tứ, cũng không có hai bên tả hữu thù trì, không có ai hết, chỉ có ba cây nhang thôi mà xin. Cái những lúc chị xin ngay giữa đường giữa chợ mà nghe chuyện gì đó, không cần nhang nữa mà xin thiệt không á. Tách dịch không có bị chia nước Mỹ, Mỹ đen, Mỹ trắng, sau này sẽ đoàn kết lại. Rồi những cái không đúng từ từ sẽ điều chỉnh lại. Thì ngài chọn qua trung tâm thời đó, ông nói ngài cứ gắng nhẫn nại với mà nguyện vọng của ngài, sau này mọi chuyện nó sẽ đi vào trật tự, nhưng mà phải cho chút thời gian, cơ vận phải đi đồng bộ, phải đi ăn khớp. Xin cho San Francisco nữa kìa, hỏi có bị động đất nữa. Còn trở về bác sinh làm đệ tử của Thiên Tâm, hay là Phật? Ước mà lâu lắm rồi. Ước nguyện hả? Muốn gặp mà mình lâu lắm rồi mà không có biết làm sao gặp. Bữa nay nhờ đám nó cho hay rồi, cái bữa nay đi tới được là mừng dữ lắm, coi như một cái đời mình ao ước được gặp. Bữa nay gặp một vị Phật ở tại thế là cô được gặp cái một vị Phật tại thế là cô mang nguyện ký sanh cô lắm rồi. Phật, mấy bạn bè anh em á đâu nói con là Phật không? Nó Mỹ mày có tiền mày rảnh quá, mày lên trên mạng mày xạo. Tại người ta không biết thôi. Cho nên tùy người ai, đừng có khen con quá, đừng có đưa con lên quá, mà cũng đừng có chê con.
chỉ lấy những lời con nói rồi áp dụng đời sống coi nó có thực tế không, có ích lợi cho mình hay không. Thì đừng có tin những gì chị nói, mà cũng đừng có chê bai, đừng có dội chửi Kiệt liền. Là cô anh là tặng lái lòng chứ không có tặng lái lòng. Dạ, dạ, còn cô anh cũng nghĩ chắc mấy anh chị em mình ở đây tất cả đâu. Những người có mặt ở đây cũng đều tin tưởng mới đến đây hôm nay có mặt ở đây, mà cả thế giới nhiều người nghe lắm. Các cô anh biết là nhiều người nghe mà nhiều người tin tưởng nhiều lắm chứ. Cái đầu tiên á, lúc đó mấy vị thầy con ra nói là chỉ mong 18 ông bộ chính trị nghe thôi. Tại vì chỉ cần 18 ông nghe là cái nước Việt hôm nay không có lâm vào cái cảnh đường cùng này. Hồi xưa mấy vị chỉ tính là biến chất. Biến chất có nghĩa là nhiều cách binh lắm. Mà thời đó mấy vị kêu ra con nói thượng thiên, nhưng mà cuối cùng mấy ông đâu có thượng thiên. Mấy ông nghe cái gì có lợi chứ mà ông thì không nghe. Còn cái gì mà mất đảng là nói một chuyện nói xài. Làm gì có chuyện cờ vàng ba sọc đỏ là treo khắp nơi trên nước Việt. Mà mình nói cách đây 3 năm có một lần ai hỏi tôi muốn làm triệu phú thì sao không Kiệt, anh giỏi quá. Thật sự Kiệt làm người ta triệu phú được á, xin sáu số được, biết thị trường chứng khoán ai lên được, Kiệt biết Bitcoin sẽ chết, tiền ảo sẽ chết, tiền Việt Nam thành tiền giấy, làm sao Kiệt không làm cái gì giàu được, đúng không? Kiệt cũng có thể làm giàu bằng cách đó cũng được, nhưng mà cha mẹ không có cho mình làm kiểu đó. Mình phải làm bằng trí óc, lao động, phải tiện từng cục nhôm, rồi phải gắn điện tử đồ vô mới bán thành sản phẩm. Lỡ bữa nào nhân công mình mà vợ nó chửi nó vô, nó bấm nút máy lộn cái, bữa đó cũng bị lỗ nữa đó. Tại lời có 10 mấy% mà. Cho nên phải dùng cái sức lao động để mới mua được Thiên Long Giang, để mới xây dựng Thiên Long Giang bằng những cái mồ hôi nước mắt. Và nhất định không có xin cộng đồng đây đồng nào. Nếu trong đời Kiệt thà Kiệt mua cục đất đó, ngày mai rảnh thì Kiệt sẽ bắt đầu đi mua 1-2 cái bồ hôm trong đó, rồi tưởng cha tưởng mẹ về, Kiệt sẽ xây cái nền, sau đó xây cái kỳ đài. Thì mình từ từ mình sinh hoạt chậm chậm như vậy. Ai sau này muốn xây gì thêm á, thì tự nguyện. Thì những bước đầu mình có một cái nơi để mà dân Houston biết là mình có một cái nơi ra đó mình barbecue chai nha. Làm gì cũng được. Đó là mình quy tụ cuối tuần, rồi mình có bóng mát, rồi mình có tượng Thượng Đế ở Houston thôi là mình vui rồi. Thì cái đó sẽ có thể xảy ra trong năm vài tháng. Còn cái chuyện mà xây những công trình quỳnh hoành tráng đồ này nọ thì cũng phải từ từ, tại vì giấy phép với kỹ sư đồ ở đây nó cũng hơi lâu á, xin đồ cũng lâu. Cộng lại với một số người mà có chức quyền ở đây, người Việt mình á, người Mỹ thì họ không có gì hết, người Mỹ mình làm đúng cách thì họ ủng hộ. Chỉ có một số người Việt á, nó bơi ngược chiều á, thì trước ngại họ, họ tìm đủ mọi cách họ cản trở. Tại họ nói mình tụ tập để nói xấu Bác Hồ nữa làm sao. Cho nên chuyện này làm không có liên hệ với cộng đồng nào hết. Bắc Cali cũng giống như Houston, một chiến sĩ vô danh, danh một mình một ngựa. Không có liên hệ với ai ở đây, cũng chẳng biết ai. Bác phải gặp con 3 lần ông mới nhận được. Đó là quy tắc của con. Mà thấy bác cũng thành tâm quá, không biết kỳ này qua không biết kỳ sao mới gặp nữa người ta. Không biết cái tuổi của cô dần cao quá rồi, không biết có còn được ngày nào ngày sau sao, nhưng mà ước nguyện của cô cũng mong được làm đệ tử thì đứt tay con dĩa lên trên chén, cái dấu thiên tâm á là trong vô hình nó sẽ có ngày có đêm trong đó. Giờ cho bác có make up hay là có rửa mặt có tắm cũng dính hoài. Thì đi rồi
khi bỏ xác này rồi, yeah, thì các vị thiện thần cũng sẽ dẫn về trời. Yeah. Tức là cái đạo thiên tâm, đạo là gì? Cái đường. Thiên là gì? Thiên là Thượng Đế. Tâm là gì? Phật. Yeah. Cái đường của Thượng Đế đặt ra để đi về cõi Phật. Yeah. Yeah. Thì đó là thiên tâm là vậy đó. Yeah. Đạo thiên tâm, đường về Thượng Đế Phật. Thượng Đế là cao hơn Phật nha quý vị. À, nhưng mà người ta không có hiểu, đang nghĩ Phật cao mãi. Phật Thích Ca cũng có nói mà, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, thì bảy bước một bảy bông sen đó. Là thời xưa Phật Thích Ca có nói cái vụ này rồi. Cha ta, nhưng mà tự nhiên ông thầy lại nay ổng muốn chê chữ, ổng muốn sửa kiểu nào ổng sửa. À, để con nhận bác cho rồi, thấy bác cực từ bánh chi hoài, con niệm quá. Rồi, nhận đệ tử này, bác tên gì? Thiên Thị Hinh hả? Rồi, con bác là Thiên Thị Hinh. Cho con có đeo cái này làm kỹ vật, cái này có điển trong này á. Thiên Thị Hinh nghe không? Rồi về trời nha. Dạ thưa sư phụ, còn những người này sao sư phụ? Là con của sư phụ luôn. Con ở Hoa Đà làm sư phụ. Con Hoa Đà bay qua đây hả? Con chạy xe qua đó sư phụ. Rồi tội nghiệp Hoa Đà quá. Nếu dặn cái ông hùng lên đây muốn nói chuyện nữa hay muốn giải tán? Muốn nói nữa. Còn ghế này đau đứt, còn đâu có được. Còn ghế bằng sắt rồi hồi lâu được ha, mình take break time 5 phút được không? Yeah. Nếu break time 5 phút đi mình tính tới. Mình mướn chỗ này người ta cũng cũng coi kênh này đó nghe. Các bạn gì ta?
hướng Việt Nam có cả gia tài của mẹ nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của mẹ một lũ bồi tình. Dạy cho con tiếng nói thấp tha, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da nước Việt xưa. Mẹ trong con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con buồn xa, ôi lũ con tục cha quê thầm thù. Mình mà để tên gì mà muốn lại Phật cũng không được.